Chào chú ạ. Phúc đấy à? Thì bây giờ xã mình là có chủ trương sản xuất lại tinh dầu hả chú? Sao bất ngờ đấy ạ? Không, là ba thằng này nó làm. Bên ủy ban chỉ hỗ trợ cho thanh niên làng khởi nghiệp thôi. Mà cậu cũng là người làng, lại có nghề dược liệu, làm ăn khôn khéo hơn chúng nó. Xem anh em có gì chung thì giúp đỡ lẫn nhau. Thế tức là bây giờ chú muốn lấy lại cái xưởng này từ cháu để chuyển cho mấy ông này cũng làm gì ạ? Không phải là chú lấy, mà là xã quyết định như thế. Nhưng mà xã thì cũng phải có kế hoạch chứ, bây giờ nếu mà chỉ lấy lại xưởng từ cháu để chuyển cho các cậu này làm thì rất là bất công với cháu. Các cậu ấy cần, cháu cũng cần ạ. Xưởng này là nơi sản xuất tinh dầu, ta phải trả lại đúng công năng của nó. Nếu cậu cũng sản xuất tinh dầu làm xà phòng ấy, thì cứ làm đơn đệ lên trên, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết. Mà ba thằng này có phải thuê không đâu, cũng phải trả tiền thuê cho xã đấy chứ. Đúng đấy, bọn này cũng phải trả tiền thuê đấy. Như lời hứa, cậu mượn cái xưởng này làm kho mấy năm nay rồi, khi nào xã cần thì phải trả lại. Ta cứ thế mà làm. Mà mấy năm nay cậu mượn cái xưởng này, có ai kêu bất công không? Thôi, mấy thằng chờ anh Phúc bàn giao lại nhá. Anh em phối hợp mà làm. Dạ. Vâng ạ. Chào chú ạ. Chào chú ạ. Nhà có ô dù sướng thật đấy. Ăn tàn phá hại thế mà vẫn được tuyên dương. Mày ý kiến gì đấy? Đánh nhau không? Hả? Thôi. Mày không dây với anh em bọn tao được đâu. Ông ơi, ông mở hộ cái cửa cái, xong đưa luôn chìa khóa đây. Mà có gì cần bàn giao thì bàn giao luôn đi, không đến lúc mất mát lại rách việc á. Tóm lại là bọn tao thuê cái xưởng này rồi, đưa chìa khóa đi. Mình xin. Nhớ đấy. Cửa chính chìa nào đây? Đúng rồi, biết đấy. Thằng bình tĩnh nhỉ. Thế hôm nay hội thằng Tiến nhận xưởng mới thật à? Nói tóm lại là em sẽ không để yên cho bọn này đâu, để em chống mắt lên xem chúng nó phất được mấy ngày. Chị thấy cậu hơi bị chủ quan khinh địch đấy. Xà phòng của hội thằng Tiến có vẻ được ưa chuộng. Cứ cái đà này thì cái ký ốt sẽ rơi vào tay chúng nó mất. Tức là chị chấp nhận việc mất cái ký ốt vào tay chúng nó? Em thấy bây giờ mình chẳng có gì để mất nữa cả. Mình không ăn được thì mình đạp đổ. Chứ bây giờ cùng là mặt hàng handmade, nó mà mở cái ký ốt đấy ra thì chắc chắn là cái ký ốt của chị cũng chịu ảnh hưởng. Chị có nói là chị từ bỏ bao giờ chưa? Em biết mà, chị lắm mưu nhiều kế, đời nào chị chấp nhận thua. Mấy cái bánh xà phòng lúc đầu chúng nó chỉ định bán cho vui thôi, chứ không nghĩ là đắt hàng như bây giờ. Bao bì thì cũng chỉ vẽ vời cho đẹp, chứ làm gì có thông tin kiểm định. Thế tức là như nào? Để đưa một mặt hàng mỹ phẩm ra thị trường thì cần rất nhiều giấy tờ, thủ tục. Mà chị nghĩ là bọn thằng Tiến chưa làm việc đấy đâu. Tức là chị muốn mình sẽ kiện chúng nó vì làm láo à? Ai kiện? Em kiện nhé. Thôi, em biết gì đâu mà kiện. Em làm ăn lâu thế, chắc cũng phải quen biết với quản lý thị trường chứ. Em biết, nhưng mà không quen. Thế có hỏi dò được thông tin không? Được, gì chứ la lên là việc của em. Thế tình hình như nào? Ông nói luôn đi, tôi sốt ruột lắm rồi. Hội thằng Tiến nó có đầy đủ tất cả các loại giấy tờ đăng ký. Quản lý thị trường kiểm tra thì kết luận chúng nó chả có vi phạm gì cả. Sao lại thế được? Hay là chúng nó nhờ ông Lộc nên quản lý thị trường mới cho qua? Em trực tiếp theo dõi quá trình kiểm tra, chúng nó lôi ra một đống giấy tờ, bao bì nhãn mác thì lại đúng quy chuẩn. Và đặc biệt là không có một cuộc điện thoại để mà gọi nhờ vả ai cả cơ. Rõ ràng là chúng nó rất mù mờ về cái khoản thủ tục này, làm sao có thể làm nhanh thế được nhở? Thôi được rồi, cậu cứ về trước đi, tiền nong tôi chuyển sau. Dạ vâng, em chào chị ạ, em chào anh ạ. Thì bây giờ bao nhiêu công bày binh bố trận của chị em mình lại đổ xuống sông xuống biển hết à? Bây giờ chị tính thế nào? Tính cái gì? Lại định giở trò gì bọn này à? Bọn em hiểu lầm rồi. Đến bây giờ mà chị vẫn còn định đóng kịch à? Những gì hai người làm ấy, chúng tôi biết hết cả rồi.
Tại sao chị lại như thế? Tại sao chị cố tình phá hoại công việc của bọn tôi? Vì ghen ăn tức ở, thấy người khác thành công thì khó chịu, thế nên là phá hoại chứ sao? Đây không phải việc của cô. Nhưng mà tôi cứ thích xen vào đấy thì làm sao? Tôi nói thẳng cho chị biết nhá, ngay từ đầu tôi đã biết chị là cái loại người thảo mai giả tạo rồi. Chị sợ hội của anh Tiến uy tín quá, đoàn thanh niên sẽ giao ký ốt cho hội anh ý, thì chị hết cửa để thuê đúng không? Mày nhầm. Nếu mà giao ký ốt cho chúng mày mới gọi là vô lý. Bán 3 cái bánh xà phòng thì được bao nhiêu tiền? Còn nếu để cho chị Ánh quản lý cái ký ốt đấy thì riêng cái tiền thuê mà nộp cho ngân sách thôi đã ăn đứt chúng mày rồi. Chẳng qua chúng mày cứ dựa vào hơi ông Lộc nên mới có được cái ký ốt đấy. To mồm cái gì? Hóa ra bọn mày sợ anh em tao làm ăn được thì chúng mày sẽ mất chén cơm đúng không? Từ lúc tao thấy mày cứ thậm thà thậm thụt với bà Ánh là tao đã nghi rồi nhá. Chính mày là thằng phun thuốc vào vườn dược liệu tao đúng không? Cũng chính mày đã cố tình thu gom dược liệu của bà con để anh em tao không có dược liệu làm ăn, đúng không? Tất cả mấy trò bẩn thỉu đấy là chúng mày thông đồng với nhau để hại anh em tao chứ gì? Nói tóm lại chúng mày có bằng chứng không? Mày có thích giả mồm mà thôi. Thôi, mày dẫm vào chân tao rồi này. Mày đứng lại, thằng chó đứng lại. Thôi nè, còn này, chưa xong đâu chị Ánh ơi. Thôi. Lúc mới quen ấy, tôi cứ tưởng chị là người tốt. Nhưng hóa ra chị cũng chỉ là cái loại hèn hạ, thủ đoạn mà thôi. Từ bây giờ tôi với chị không liên quan đến nhau cả. Đi về đây. Đã bảo không có chuyện gì thì tránh xa nhau ra cơ mà. Người ta đang đồn ầm lên, cái đơn nặc danh kiện ông Lộc là tôi với cậu làm đấy. Chị lo gì cái việc thiên hạ nhỉ? Người ta đồn thì kệ người ta đồn, làm gì có bằng chứng đâu. Mà kể cả bây giờ có bằng chứng, người ta cũng chả làm gì được mình cả. Có ai cấm mình viết đơn nặc danh đâu. Không cấm thì cũng phải tém tém lại. Phép vua còn thua lệ làng. Buôn có bạn, bán có phường. Bây giờ bị cả làng quay lưng thì làm ăn gì nữa. Nhưng mà chị bán cho khách du lịch, cho khách nước ngoài, chứ có phải bán cho dân làng đâu mà phải lo. Nghĩ ngắn, nói với cậu cũng bằng thừa. Từ từ đã, em có chuyện này muốn nói với chị. Ngồi xuống. Em đã giới thiệu chị với ông chủ tịch xã. Giờ thêm cái đơn nặc danh nữa thì ông Lộc đang làm in tin tít rồi. Cái ký ốt của đoàn thanh niên sắp đến hạn trả lại. Chị cứ yên tâm mà khai trương ký ốt mới đi là vừa. Cậu bớt hoành hoang, bô bô cái mồm khắp nơi đi. Còn việc gì nữa không? À thì đợt này chạy việc cho chị nên em cũng tiêu tốn một khoản khá khá. Tiền tôi đưa cho cậu rồi mà. Chỗ đấy thì thấm vào đâu. Cậu cần thêm bao nhiêu? Em muốn xin một phần ở kiosk. Kiosk nào? Thì kiosk mới là của chị. Em muốn xin một phần ở kiosk cũ. Sao cậu lại đến tận đây? Em có chuyện quan trọng muốn gặp chị. Sao gặp em mà chị hốt hoảng thế? Chị làm gì sai với em à? Thôi cậu đừng bóng gió nữa. Có gì nói luôn đi. Chứ để người khác thấy cậu ở đây không hay đâu. Bây giờ chị hai chân hai thuyền rồi. Vững chắc lắm rồi. Sau này mà có phất lên thì đừng qua cầu rút váng nhé. Vì chạng chết thì Chúa cũng băng hà đấy chị ạ. Sau này cậu lo xa thế. Cậu cứ yên tâm làm việc cho chị tử tế. Kín mồm kín miệng. Chị không để cậu thiệt đâu. Trước mắt cứ để chị chắc chân trong việc làm xà phòng với chúng nó đã, rồi chị đưa cậu vào sau. Thế tức là bây giờ chị muốn tôi vào xưởng làm việc cùng hội ông Tiến à? Chị không để cậu làm thuê cho chúng nó đâu mà lo. Cậu sẽ đại diện cùng với chị quản lý xưởng, cũng phải có tí cổ phần dắt lưng chứ. Thôi, hạ màn đi, đừng diễn nữa. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chị muốn chơi tôi đúng không? Tôi đã cảnh báo chị rồi, đừng bao giờ coi thường tôi. Bởi vì tôi không ngu đâu. Tôi làm tất cả mọi việc mà chị chỉ đạo.
từ việc phun thuốc vào vườn dược liệu đến việc báo cho quản lý thị trường và làm đơn lạc danh tố cáo ông Lộc. Vậy mà bây giờ chị mang tất cả những bằng chứng đó đưa cho hội thằng Tiến nó tố cáo tôi. Chị muốn hất cẳng tôi ra đúng không? Cậu hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tao không hiểu lầm, tao mà chết, tao lôi theo mày đấy. Chị không làm gì có lỗi với cậu hết. Thôi im đi, đừng lướt lẹo nữa. Bây giờ chị và cậu cùng hội cùng thuyền, cậu mà chết thì chị được lợi gì? Kế hoạch đã bàn với nhau là sau khi có xưởng có ký ốt, mình sẽ hất cẳng chúng nó ra. Có phải là chị chưa nói với cậu đâu? Không, tao không tin. Việc hại tao chắc chắn là âm mưu của mày. Thôi chết rồi, đây chắc chắn là âm mưu của chúng nó bày ra để bẫy mình. Cậu phải tin chị, chị sẽ chứng minh cho cậu thấy. Chị muốn chứng minh cái gì? Bằng chứng các người tôi đã quay lại hết rồi. Muốn nói chuyện ý, ra công an mà nói nhá. Mày đưa đây. Anh không. Chú phải làm gì? Đưa đây. Không cái mày cổ nó bây giờ đấy. Đưa lại. Lui. Lui ra. Đưa máy cho tao. Đưa đây. Đưa máy cho tao. Đưa máy đây. Mày. Anh đi vào đây. Các anh giải nó lên công an đi. Đưa ra. Đau đâu không? Chị Anh, giờ chị theo bọn tôi lên công an hay là để bọn tôi mời công an xuống đây giải quyết?